Bác, tôi đang làm việc thì cô tí ra rủ quay phim này. Anh như một lần. À, đấy. Sao? Sao nào có trò gì nào con? Sao dẫm lên cái biển của bố vậy? Ra chơi ván đi. Chơi ván một lần nào. Chơi ván một lần đấy các bạn. Vừa sượt ván vừa ngoáy đầu lân sượt từ bên trong ra con xuống tấn nó thứ như thật đấy. Em nghe em nghe à, thối đấy. Ủa, đúng đấy. Con lấy một cái ván nữa hoặc là một cái xe nữa ra đưa bố đánh cho. Ừ. Ôi, chống lăn lông lốc vỡ bây giờ. Ông ngày múa lân à? Đâu, ông ngày múa lân cũng được. À, ông ngày múa lân đi. Ôi, em ngày cũng chụp đoán múa lân. Đây quay em nghe chỉ bán một lần thôi. Đây. Sáng sớm. Đây là một buổi sáng sớm. Hai anh em làm một lần. Còn đuôi em nghe nhá. Từ từ em nghe. Ôi, ôi. Chuyển sang này trống. Tùng tùng cả hắn rơi trống quá. U cả mỗi rồng luôn á, nhưng mà mình nhầm gì có rồng, có mỗi lần thôi này. Đấy, đội vào đi, đội nhá. Không á. Đấy, xem em chơi như nào nào. Thôi em, mẹ chơi này. Em múa đi. Không á, múa lần đi. Ủa chết chết rồi. Bóc lân ra rồi nè các bác này. Lân nó làm đội nhiều lân hơn. Ôi rồi làm gì có nhiều, có mỗi một con thôi. Đây em nghe này. Ôi ôi đỡ ngược rồi. Đỡ ngược đâu lân được. Lân vàng này đội hai lân vàng. Đây em phải quay lại, em phải quay lại thì em mới nhìn thấy đường chứ. Ôi 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 làm. Ôi ôi làm làm. Đi đâu đây? Quay lại đi em tí trong nhà cơ. Có shipper đến. Lần ra đón shipper. Lân một né. Đoàn lân một né. Này có vẻ như kiểu đồ chơi ấy nhỉ. Đánh trống đi á, tí nữa rồi ăn bóc. Em nghe đi đâu đây, mang lân đi đâu đây, đi quanh nhà cứ tha đầu lân đi quanh nhà đó. Ủa thấy mẹ chồng về vứt đầu lân luôn này, tan lóc luôn. Có chơi nữa không này các bạn? Cái đầu lân bị quăng quật suốt ngày, bị quăng quật hả? Lân nghỉ rồi á. Con muốn tí nữa đi. Không muốn ạ. À? Thôi nhá, thế bây giờ cất đi nhá. Lần nghỉ rồi ạ. À. Lần ngủ à? Lần nghỉ luôn à? Lần nghỉ luôn à? Lần có trò mới sao lần nghỉ luôn à? Lần có shipper. À, tình hình là mai sinh nhật cô tí các bạn ạ. Ngày mai là ngày 22 tháng 10 sinh nhật cô tí. Mẹ vừa nhận được gói hàng. Tí nữa chúng ta sẽ cùng ăn bóc xem có cái gì trong đấy. Ok chắc... nó kể Lego xong kia nó kể Lego. Sao bạn biết là Lego? Nó kể Lego em nghe. Đấy thì là lát nữa sẽ có một clip ăn bóc cho các bạn nha. Các bác nhớ subscribe, like, nếu chia sẻ được chia sẻ nhé. Cho bố con tôi nhá. Bố ơi, bây giờ...
nhớ đăng ký kênh nha các bạn nha. Là ăn bao? Hả? Ăn bao? Lát nữa. Bây giờ con phải dọn đi, dọn trống đi. À, bây giờ con sẽ dọn. Dọn đi xong rồi. Xem mẹ có ăn bóc luôn không? Hay mẹ ăn bóc luôn nha mẹ nha. Hay để mai. Hay để mai đi. Ăn bóc luôn mà. Mua trống, à lấy trống mua lần tiếp đi. Mai thế thì con cất đi, cất lần đi, cất đầu lần đâu? À, rất háo hức quá. Ăn bóc là gì? Từ từ, từ từ đã. Dọn dẹp đã, cho dọn dẹp đi. Em nghe đâu, cất miếng gỗ đi. Các em phải dọn dẹp sạch sẽ thì mới được ăn bóc các thứ chứ. Đúng rồi, dọn hết đi đồ chơi. Dọn dẹp sạch sẽ. Em nghe đâu, em nghe có ăn bóc cùng anh tí không? Đây có miếng gỗ này. Miếng gỗ dọn ở đâu nào? Dọn gọn. Được rồi. Bây giờ ăn bóc, ăn bóc. Đây, phỏng vấn một tí cả. Đây bây giờ nhá, bố bảo là mẹ không mua mẹ, nữa. Mẹ mua đồ chơi cho con, mà con còn dỗi mẹ là thế nào? Hả? Đây các bác này, quà đồ mới ship về đây. Là cái gì? Đồ chơi thông minh. Đấy. Không biết nó có thông minh không này. Có cái gì nhỉ? Như cái Lego. Như cái Lego á? Bố không biết là cái gì nữa. Không phải Lego đâu. Nghe nó lọc cọc này. Các bạn nghe không? Mọi người có tò mò trong này là gì không nhỉ? Không biết nữa. Thì cho một subscribe đi rồi chúng ta sẽ unbox nó ra. Bóc. Xem ở trong này là cái gì. Em nghe biết trong này là gì không? Không biết nữa. Ủa? Lắc đi thế nào? Con lắc đi nào? Đoán đi, bây giờ đoán đi đã. Lego xả hạ hay là cái gì xả hạ? Em xả tí là Lego rồi. Em nghe anh tí đoán đi. Con đoán là gì? Lego. Lego. Em nghe đoán là cái gì trong đấy? Anh tí. Nhưng cho em nghe chơi với. Vẫn là... Em nghe. Đồ chơi của anh tí anh không cho mượn thì không được. Khóc, nhớ chưa? Hình như có mùi thối quanh đây. Hình như có mùi thối văng vẳng quanh đây. Chết rồi, vừa thay bỉm xong đã thối rồi. Trong này không chỉ có mỗi đồ của con mà mẹ mua cho cả hai anh em. Đúng rồi. Để chơi chung, nói chung là chơi chung từ từ mẹ. Phải giao kèo lại. Cái này chỉ có nhiều cái á. Nhiều. Nhưng mà con có chơi cùng em không? Cho có, em chơi cùng có. Chia sẻ với em nhá. Nghe hoan hô này. Cùng em hoan hô rồi. Hoan hô nào. Hoan hô. Hoan hô. Sao đứa chơi mới à?